Mến chào tất cả các bạn học sinh khối 9. Hôm nay cô sẽ đến với các bạn với bài giảng ở xem môn sinh học 9. Thì trước hết chúng ta cùng ôn lại một số cái kiến thức có liên quan. Đầu tiên là chúng ta đã được học là từ một tế bào thì nó sẽ tiến hành quá trình sinh sản để giúp cho cơ thể lớn lên. Thì chúng ta thấy là từ một tế bào ban đầu nó sẽ tiến hành phân chia hay còn gọi là sinh sản đấy, làm cho số lượng tế bào tăng lên giúp cho cơ thể lớn lên. Cụ thể ở lớp 7 thì các bạn đã được học ở động vật nguyên sinh, mỗi cơ thể là một tế bào thì nó cũng tiến hành quá trình phân bào và cách phân đôi cơ thể, các bạn thấy không? Đó, đầu tiên là nhân, sau đó là đến các bào quan, rồi đến màng tế bào phân đôi ra, chia đôi cơ thể thành hai nửa giống nhau, giống với tế bào mẹ ban đầu. Như vậy hình thức sinh sản này người ta gọi là phân bào trực tiếp. Tuy nhiên ở một số động vật có cấu tạo phức tạp hơn, ví dụ như ở con người thì các bạn quan sát ở đây là quá trình phân chia tế bào. Các bạn có thể thấy nè, khi quá trình phân bào diễn ra thì ở hai cực tế bào sẽ phóng ra các sợi tơ vô sắc, ở đây người ta là ký hiệu màu vàng cho mình dễ nhìn ha. Đây, nó tạo thành một cái thoi đó, giữa hai cực, người ta gọi là thoi phân bào. Và thoi phân bào này xuất hiện khi quá trình phân bào diễn ra và biến mất khi quá trình phân bào kết thúc. Như vậy hình thức phân bào này người ta gọi là phân bào gián tiếp hay là phân bào có thoi. Và chúng ta ở lớp 9 này chúng ta sẽ nghiên cứu về phân bào gián tiếp. Và phân bào gián tiếp này bao gồm nguyên phân và giảm phân. Thì ở tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên phân. Thứ nhất chúng ta cùng quan sát lại một chút về hình thái nhiễm sắc thể ha. Đây là hình thái nhiễm sắc thể được chụp dưới kính hiển vi. Thì các bạn thấy đây là cặp nhiễm sắc thể tương đồng và đây là nhiễm sắc thể đơn. Đây cũng là cặp nhiễm sắc thể tương đồng nhưng đây là cặp nhiễm sắc thể tương đồng kép ha. Đây chúng ta thấy ha. Và mỗi nhiễm sắc thể kép sẽ bao gồm hai chromatid dính nhau ở tâm động. Thì hình thái nhiễm sắc thể nó sẽ có những biến đổi theo chu kỳ tế bào, đó là chuyển từ dạng nhiễm sắc thể đơn sang nhiễm sắc thể kép, rồi từ dạng đóng xoắn sang duỗi xoắn, và hoạt động chủ yếu của nhiễm sắc thể đó là các nhiễm sắc thể tập trung hoặc các nhiễm sắc thể phân ly. Chúng ta sẽ nhớ lại một chút nha. Đây, đây là cặp nhiễm sắc thể tương đồng, nhiễm sắc thể đơn tự nhân đôi và đến nhau tâm động tạo thành nhiễm sắc thể kép. Vậy thì đây là chu kỳ tế bào, hình vẽ mô tả nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào. Thì chu kỳ tế bào có nghĩa là vòng đời của tế bào, từ tế bào non thành tế bào trưởng thành và tiến hành quá trình sinh sản hay còn gọi là quá trình phân bào. Thì cái giai đoạn từ tế bào còn non đến tế bào trưởng thành người ta gọi là kỳ nghỉ của tế bào hay còn gọi là kỳ trung gian. Thì chúng ta quan sát nhé, nhiễm sắc thể ở đây là ở dạng sợi mảnh và duỗi xoắn. Nhưng mà đến cuối kỳ trung gian các bạn thấy từ một sợi thành hai sợi và đến nhau ở tâm động, thì lúc này nhiễm sắc thể đã tự nhân đôi chuyển thành nhiễm sắc thể kép. Khi bước vào quá trình phân bào ở đầu kỳ chúng ta nhìn thấy đây là nhiễm sắc thể chuyển sang dạng kép và tiến hành đóng xoắn. Đến kỳ giữa thì nó đóng xoắn lại cực đại và đến kỳ sau thì các bạn nhìn thấy này, nó đã chuyển thành nhiễm sắc thể đơn và bắt đầu duỗi xoắn. Đến kỳ cuối thì nhiễm sắc thể đơn này duỗi xoắn ra và chuyển sang cái trạng thái là duỗi xoắn hoàn toàn thành chất nhiễm sắc. Đó, như vậy chúng ta có thể thấy là sự biến đổi hình thái của nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào. Như vậy chúng ta lưu ý một cái sự kiện, đây là một cái hình vẽ mô phỏng cho cái kỳ trung gian, thì các nhiễm sắc thể lúc này nó ở dạng sợi mảnh. Như vậy là trước nguyên phân ở kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể đã tháo xoắn cực đại tạo thành sợi mảnh. Cuối kỳ thì mỗi nhiễm sắc thể đơn tự nhân đôi thành một nhiễm sắc thể kép. Như vậy chúng ta nhớ đây là cái sự kiện rất quan trọng trước khi bước vào quá trình phân bào. Vậy thì trong quá trình nguyên phân thì nhiễm sắc thể nó biến đổi như thế nào, mời các bạn xem đoạn mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Và đây là các trung tử. Cái này chúng ta không cần phải chú ý nhớ quá nha. Chúng ta chú ý hình thái. During prophase, ở kỳ đầu, chromatin condenses and becomes short and thick. Đây các bạn thấy không? Cuối kỳ trung gian nhiễm sắc thể đơn tự nhân đôi chuyển thành nhiễm sắc thể kép.
đến kỳ đầu của quá trình phân bào. Đây các bạn nhìn nha. Đó. Đây người ta mô tả là nhân con và màng nhân nó sẽ tan biến đi. Đó. Những sắc thể hòa vào vật chất của tế bào. Đây, đây là cách trung tử sẽ di chuyển vào hai cực của tế bào. Từ đây phóng ra các sợi tơ phân bào. Đây các bạn thấy không? Đó. Metaphase. During metaphase. Thì các nhiễm sắc thể kép này, các bạn nhìn thấy đây, người ta mô phỏng đây chính là tâm động đấy các bạn ha. Đó. Thì khi sợi tơ phân bào được phóng ra tạo thành thoi phân bào, thì các nhiễm sắc thể kép này nó sẽ đính vào trong cái sợi tơ phân bào ở tâm động này, giúp cho nhiễm sắc thể trượt trên các sợi tơ phân bào này. Và khi đến kỳ giữa thì sao? Đây các bạn nhìn nhé, đó. Tâm động giúp nhiễm sắc thể đính vào sợi tơ, nó trượt trên cái sợi tơ phân bào này. Ở kỳ giữa thì các nhiễm sắc thể kép này nó sẽ tập trung thành một hàng trên mặt ngoài xích đạo của thoi phân bào. Đến kỳ sau thì các bạn thấy không, các sợi tơ này co rút về hai cực của tế bào, nó sẽ kéo hai nửa của những sắc thể này tách nhau ra, từ một nhiễm sắc thể kép tạo thành hai nhiễm sắc thể đơn và di chuyển về hai cực của tế bào. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, nó tự tách ở tâm động từ một nhiễm sắc thể kép thành hai nhiễm sắc thể đơn và di chuyển về hai cực của tế bào, phân biệt về hai cực của tế bào. Và đến kỳ cuối thì sao? Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào rồi, các bạn sẽ nhìn nhá, các nhiễm sắc thể kép này nó sẽ duỗi xoắn ra ở dạng sợi mảnh. Xin lỗi, các nhiễm sắc thể đơn này nó sẽ duỗi xoắn ra ở dạng sợi mảnh. Rồi nhân con và màng nhân xuất hiện bao bọc lấy các nhiễm sắc thể này. Rồi tế bào tiến hành phân đôi. Như vậy kết thúc quá trình phân bào, từ một tế bào mẹ tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống như tế bào mẹ ban đầu. In the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell. Còn đây là ở tế bào thực vật thì nó có thêm một bộ phận, đó là vách tế bào. The cell plate grows một phần, đó là vách tế bào. Thì nó không thể co thắt lại như tế bào động vật mà sẽ xuất hiện vách ngăn ở giữa tế bào để ngăn đôi tế bào mẹ thành hai tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu. Các bạn thấy ha? Như vậy là kết thúc quá trình phân bào. Separation of nuclear chromosome. Như vậy chúng ta có thể tổng kết lại diễn biến của nhiễm sắc thể trong nguyên phân như sau. Các bạn quan sát vào hình ha, đây là kỳ đầu. Kỳ đầu thì như thế nào? Các nhiễm sắc thể tồn tại ở dạng kép. À, các nhiễm sắc thể kép. Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn lại, cho nên là có hình thái nó rõ rệt. Và các nhiễm sắc thể kép này nó sẽ đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động. Tác dụng của tâm động là giúp cho nhiễm sắc thể đính vào tơ phân bào và trượt trên đó. Ở kỳ giữa, các bạn quan sát kỳ giữa nè. Các nhiễm sắc thể kép đóng xoắn cực đại, cho nên chúng ta mới quan sát rõ nhất hình thái của nhiễm sắc thể ở kỳ giữa. Và các nhiễm sắc thể này tập trung xếp thành một hàng ở mặt khoảng xích đạo của thoi phân bào. Đến kỳ sau thì chúng ta thấy là do sự co rút của các sợi tơ phân bào về hai cực, cho nên nó đã khiến cho từng nhiễm sắc thể kép tự tách đôi ra hay là chẻ dọc ra ở tâm động thành hai nhiễm sắc thể đơn và phân ly về hai cực của tế bào. Và bình thường thì sự phân ly này nó sẽ diễn ra đồng đều ở cả hai nửa tế bào ha. Ở kỳ cuối thì sau khi đi về hai cực tế bào rồi thì các nhiễm sắc thể đơn này nó sẽ giãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh, và dạng sợi mảnh đó người ta gọi là chất nhiễm sắc. Như vậy kết quả chúng ta thấy là từ một tế bào mẹ ban đầu đã tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống như tế bào mẹ ban đầu. Có nghĩa là sau khi phân bào thì bộ nhiễm sắc thể vẫn giữ nguyên đó. Cho nên người ta gọi là phân bào nguyên nhiễm hay gọi tắt là nguyên phân. Thì chúng ta quan sát ở trên hình nhé. Chúng ta thấy là ở đây, đây là mô phỏng về cái quá trình nguyên phân phân bào của tế bào. Các bạn thấy là từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra hai tế bào con giống nhau giống tế bào mẹ ban đầu. Thì cái sự phân chia tế bào này hay sự nguyên phân này sẽ giúp cho gia tăng về số lượng tế bào trong cơ thể ha. Giúp cho cơ thể lớn lên. Ngoài ra các bạn thấy ví dụ như khi mình đứt tay đi, những cái vết thương ở trên cơ thể đó thì sau này nó sẽ lành lại, nó sẽ liền cái vết thương lại, các sẹo. Vậy thì cái số lượng tế bào mà sinh ra để mà lấp vào các vết thương này, thay thế cho các tế bào đã già chết hoặc là bị tổn thương, thì đây chính là kết quả của quá trình nguyên phân diễn ra trong cơ thể chúng ta. Như vậy chúng ta thấy là nguyên phân á, là giúp cho cơ thể lớn lên, rồi hình thành các mô thay thế cho những cái mô cơ quan
bị hư hỏng đúng không? Rồi thay thế cho những tế bào già và chết. Đó. Đây. Chúng ta thấy là nhờ quá trình nguyên quanh mà cơ thể sinh vật có thể lớn lên. Đấy. Ngoài ra, ở trong chọn giống thì các bạn thấy là ở đây nè, các bạn thấy không? Người ta có thể ứng dụng vào cái quá trình nguyên phân diễn ra trong cơ thể sinh vật để người ta có những cái hình thức sinh sản rồi nhân giống, ví dụ như ở đây là người ta dâm cành này, chiết, đây là ghép cành này, chiết cành này, hoặc là người ta ứng dụng là nhân giống vô tính trong ống nghiệm, chỉ từ một cái mô phân sinh hay mẫu lá đó non đó, thì người ta nuôi cấy trong phòng thí nghiệm thì sẽ tạo ra các cơ thể cây con hoàn chỉnh. Đó. Như vậy ý nghĩa của nguyên phân là gì? Đó là về mặt sinh học thì nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào, làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể lớn lên, giúp tái sinh hoặc là các tế bào hoặc là mô bị tổn thương. Ví dụ như ở con thạch sùng các bạn thấy kia nó đứt đuôi đấy, thì nó sẽ có hình thức là tái sinh bộ phận nhờ nguyên phân. Rồi duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể, đặc trưng của loài có các thế hệ tế bào là cơ sở của sự sinh sản vô tính. Bởi vì kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống như tế bào mẹ ban đầu. Có nghĩa là bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài này được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào và qua các thế hệ cơ thể. Về thực tiễn thì người ta ứng dụng nguyên phân vào trong việc nhân giống vô tính, ví dụ như dâm cành, xiết cành, ép cành, nuôi cấy mô, vân vân ha. Như vậy đây chính là ý nghĩa của nguyên phân. Đây là một số cái nội dung mà chúng ta cần phải ghi nhớ ha. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về nguyên phân và giải thích được tại sao gọi là nguyên phân, và chúng ta cũng biết được là nhiễm sắc thể nó đã biến đổi như thế nào ở trong quá trình nguyên phân. Và chúng ta nhớ là nhiễm sắc thể thì trước khi bước vào phân bào thì nó sẽ chuyển từ dạng đơn sang kép, và nó đóng xoắn để nó tập trung, và sau đó nó tiến hành phân ly về hai cục của tế bào và nó giãn xoắn ra trở lại thành dạng đơn. Như vậy là nhiễm sắc thể đã tiến hành là tự nhân đôi một lần trước khi phân bào, và nó tách đôi một lần ở trong kỳ sau đấy các bạn thấy không? Kỳ sau tách đôi một lần, cho nên là số lượng nhiễm sắc thể của nó được giữ nguyên như ban đầu, và nó là cơ sở cho việc là duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài qua các thế hệ tế bào và các thế hệ cơ thể. Đây là nội dung cần chú ý của bài nguyên phân. Rồi.